xôm gà rốt nâng xua xa đây bây giờ mình thấy ngọt này thằng ngày này dưỡng bàn chụp này mà xa tiết hai đài chẳng này đã bọc nhóm bàn nó bàn hình cháy bẹp bọn cho nâng rương bà nhà hà sọc hiếp qua là miếng xênh xênh cả cái sự hoa rương nị tiên rư có sự phía sật chạy đào hay thằng ngày này admin bàn sắc xa sao chiêu dạng trâu đã mây dọn nơi sự phía sật mùi đây là những tiện tôn tân năng ca rung nơi nâng ca thua ca bỏ dưỡng chỉ vật trăm hay này cứ dự phía sắt nó mình dùm lòng chương nhằm mạch tới dự phía sắt nó mình dùm lòng chương thà chóng chóng nính đách chóng nòn nâng bê để sắp đắp lưu phía thà chóng chóng nính đách chóng nòn hệ thông bà đá mà đưa dương hồ xí chính thầy dương chóng chóng nính nên nó về mình hay hết ít bao nhiêu đặt chùm nón mình đặt chùm nón mà thay đặt sai đi có khàn này những ai chật lòng chẳng thấy ở xôm bình mất tam đan chỉ mua những admin mình to tiệt và biện nút sẽ phía sắt không ai là bao dương nay muốn đi ta đồn ta là bao dương trong mình đây tha nhận mất nâng trong miên cô đau nhận mất ok bộ cô đại kết tại vì phó bởi giới tỏa khuôn nâng lộp luôn khăn phê thưa ơi bắt băng nơi tùm nẹ tùm nơ không sẵn cùng bởi chôn nụ miên mà hệ chất tá bởi thân á thông hô bởi màn bởi kê bởi cọp ca nghe vấy chỉ mùi nẹ nà kê tay đai rùm băng sầm lăng mơ phó bởi giới sầm rắp khuôn kê rùa chế sạch chẳng mà đưa hình chẳng ăn cà rê trong vậy tha ok bà sân chỉ kê nó rộp dương chỉ pu mạ cái kiểm mến rộp dương để xa tại dương nó chỉ mà nuôi trăm tư đưa cái ấy chẳng để cái rộp nó nằm bay vậy tha sầm lần khơi nhà vậy môi bị dương u thò tha dương biển làn để chẳng tới mà nẹn mau rộp dương nằm bay chi lan chỉ môi dương ư cò về khá chơi đi cái ấy dân tử chẳng cứ cái sầm lăng khơi như vậy mua phá dưỡng mà nghe rõ bàn dưỡng còn tại về khá còn mình sẽ tình chân ở này tỏ dưỡng chăm bạch đi khá mà dưỡng ai được chơi cái nó mang hai phù mạ hay bộ phù mạ cái áo chơi bằng cái bàn dưỡng hiên chơi mà em phù mạ áo chơi thì đập không kì đồng bày cái chơi nó nhìn trở đi hay mình dạng một tiết nhẹ này viên vây miên bình chị bà nhà đá kê bàn xóa nâng dô đang bị bầm nông là cơ bỏ chuẩn nụ cứ kê có đạch bầm nông mê trầy rứ đọ hôn chốc rôc xì chì mùi phìm chẳng thờ ai thòm bà đá thật lên xài lươi cái bích mê nàng cái chân rôc xì chì mùi gì cả đám lói nhưng mà họ chết này nâng cơm hôn mùi chẳng đấy đã hôn hà sập mà thả lại bà chẳng đánh chạy nhìn mà chạm là nơi nghe mơ chạm tới do lối tới ba này đặt hôn tới ba này tụi ai nhận thơ ca là đập về ngày muối dương khát cầm hôn khát đập về cầm hôn khát nhận đập về anh thử thử tại trình khát thì mỗi khi phụ duyên chỉ lẽ cả nạp phan là ship nên nó về mà duyên thời chơi chui khi nhưng mà mình thầm là chia về khá nhưng mình lừa bị hôn thiệt duyên cứ chỉ mật phẹn đằng kia chẳng luôn mấy cái duyên này được chạy kia khát ngọt kia này tại bây giờ là nơi bây giờ chỉnh đánh vinh nơi bây giờ chỉnh đánh cái chạy ở dưỡng là sao tất bây giờ chật sập đấy cái thà ngày em biến thơ ý quá vô tập quần nước bán anh không hot rộp nhiều rộp ấy nè thơ chẳng mấy trớ cho cả làm cả đòi dương dưỡng kia thà chỉnh đánh khát khát ngọt kia chỉnh đánh ngọt kia hay đọc về trình đánh tăng lượng mà chẳng mà tham mà được nâng cái liên sai lưu là dương cái chọn màn phó bị dương chân mà đúng chân vua tay cũng rộp rộp hay đôi bà phút ban nhìn phút được ca tha bà sân chìa dương mình ách rộp ban mà đúng này là ó hay nên lưu lũng nó so tầm đúng hoặc rõi chân dương cua cùng rộp rộp ấy bà xa chiên phổ thang là bề dương rộp rộp tớ cứ ở miễn ban chỉ nên như thế xa má gồm xa má này cứ minus
minus មកថាគឺដកគឺយើងខាតរហូតអញ្ចឹងស៊ូគុំនៅក្បែរមនុស្សដូចនេះបើថាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សហត់ទឹកសម្លឹងកាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការយើងពឹងពាក់មកការតែមនុស្សអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រឈប់ការតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាផ្សារជាងកុំឲ្យយើងមានផលពិបាកនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ពេលខ្លះយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយសារតែម្នាក់នឹងអញ្ចឹងឲ្យគួរគុំរាប់រងអសោះភាសាជាមអូខេបើនៃចំនៃដូនតាយើងបង្កើតមកថាពាក្យសុភាសិតហ្នឹងចង់ចំណេញដាក់ចំណងហ្នឹងគឺមានន័យថាមហិច្ឆតាធ្វើឲ្យបាត់បង់សពសម្ព័ន្ធភាពគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលខ្ញុំបកស្រាយឈ្នះហើយប្រិយមិត្តនឹងយល់ច្បាស់ថាចង់ចំណេញដាច់ចំណងមិនមែនថាចង់ចំណេញដាច់ខ្សែទេគឺចង់និយាយថាគឺយើងបើមនុស្សលោភលន់ណាគ្មានណាគេចង់រាប់រងទេហើយយើងក៏មិនចង់រាប់រងមនុស្សអញ្ចឹងដែរព្រោះអត់មានបានកាយទេអត់ប្រយោជន៍មានផលវិបាកអូខេអញ្ចឹងអេមមានសូមបញ្ចប់នៅសុភាសិតមួយនេះហើយអេមមានសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់នឹង share ទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងឡាយដើម្បីឲ្យយល់ពីសុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងដែលដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកមកហើយបើសិនជា like បើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមមកចង់បានសុភាសិតផ្សេងៗដែលប្រិយមិត្តឆ្ងល់ហេតុអានឹងបកថាម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចគេមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចសូម comment នៅខាងក្រោមអញ្ចឹង admin នឹងជួយរកឲ្យបានហើយមិនលឺលឺតែពីនេះទៅទៀតនោះគឺប្រិយមិត្តអាច comment ដែលចង់សួរពីតកតងអំពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរឿងព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅក៏ admin អាចជួយរកឲ្យប្រិយមិត្តបានទាំងអស់ឲ្យតែប្រិយមិត្តចង់បាន admin សុខចិត្តឡើងផ្ទះខ្លាញ់ឡើងផ្ទះខ្លាញ់ចុះនៅក្នុងរូងដ៏ជ្រៅដើម្បីរកនៅព័ត៌មានជូននៅប្រិយមិត្តដើម្បីស្ដាប់ហើយនឹងចែកចំណែកបទពិសោធន៍របស់ admin ដែលមានទាំងអស់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអូខេអញ្ចឹង admin សូមបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះហើយបាយបាយជួបគ្នាលើក្រោយទៀតអរគុណដែលបានចូលស្ដាប់នៅ channel របស់ admin មួយនេះ